Nguyên nhân chính đưa tới cái chết của nghi phạm Donner vẫn chưa được rõ ràng. Tin từ Big Bear, cảnh sát tại tiểu bang California đã nói cái chết của nghi phạm của cảnh sát Christopher Donner có thể vẫn là một viên đạn trên đầu. Đại úy cảnh sát Calvin Lacey của công ty cảnh sát quận San Bernardino nói rằng mặc dù họ còn đang điều tra và làm báo cáo, nhưng ông có thể nói rằng với những gì tìm tòi được hiện nay thì viên đạn trí tử đó là do nghi phạm tự nổ súng bắn. Nghi phạm Christopher Donner là nghi phạm chính trong vụ truy nã to lớn vào tuần trước, sau khi cảnh sát còn công bố ông là nghi phạm chính trong cuộc hành trình giết người trả thù mà đưa tới cái chết của bốn người vô tội. Sau năm ngày bị mất tung tích, cảnh sát cuối cùng đã bao vây ông Donner trong một căn lều bằng gỗ tại vùng núi thuộc quận San Bernardino, nơi mà ông đã nổ súng giao đấu với cảnh sát. Là một cựu sĩ quan hải quân Hoa Kỳ dự bị, ông Donner đã đăng tải lên mạng vào sớm tuần trước, một tuyên ngôn chiến tranh với cảnh sát để trả thù vì việc ông cho rằng ti cảnh sát Los Angeles đã vô cớ sa thải ông. Trong tuyên ngôn đó, ông Donner đã lên tiếng sẽ trả thù một số cảnh sát và gia đình thân quyến của họ. Trong lúc truy nã ông Donner, các ti cảnh sát đã phải điều động một số đội ngũ cảnh sát đi bảo vệ hơn 50 người và gia đình của họ mà ông Donner đã nêu trên tuyên ngôn chiến tranh trả thù.